xong thì ông chỉ cách đứng ra, phải biết cách đứng ra mới chơi được. Đầu tiên á, chào chị anh á, cái cây con đây bỏ vào đây, thấy một cái kẹp đây, tư thế như này này, 1, 2, 3 nha. Thấp người xuống, đấy, hạ thấp người xuống. Còn trái, ném tiếp nữa, đâu, hai lượt rồi. Cái này nó tính là chơi trong bao lâu không? Không biết luôn, ra vào chơi 7 giờ tối. Không mở được hai băng à? Mở được hai băng chơi cho vui. Đó. Em ơi, có mở được hai băng không? Đông mà mọi người chờ. Đông mà. Nếu có mở hai băng thì đông hết cũng chờ. Đúng rồi. Chờ 3 người cuối vòng lên này. Rồi vào trong này chơi là có cậu nhóc fan chụp hình. Nhiều lần mới quen chứ. Này mày ra đây tao hướng dẫn nè. Không, đây. Không lấy trái nhỏ nhỏ thôi, có cái trái 6-7 kg rồi. Trên kia rồi, nhiều lắm. Lấy trái 6-7 kg thì thôi. Bự quá bất cầm không nổi. Xem có số ký 7 kg kìa. Có trái 7 kg kìa. 7 kg. 7 kg tôi thấy ok đấy. Nhưng 7 kg là nhỏ nhất. Em đang hướng dẫn cho, không ta chỉ cho, ta chỉ cho. Ở đây sao không? Ai cầm vậy? Cầm vậy là què tay đó. Đúng rồi. Con xè bàn tay ra, con xè bàn tay ra. Đây, em tăng lên. Rồi, từ nhá. À, tiện 1, 2, 3, 4. Mày lấy nè, tiện 1, 2, 3, xong mày ném đi. Đấy, mày ném đi tôi đây rồi. Nó có mấy cái bài kèo 1, 2, 3. Sao cái băng kia nó không chạy nữa ha? Lên. Em chơi đi em, giờ chia hai băng rồi đó. Không sao, cố gắng lên. Đó, chơi đi. Mình phải tập chứ. Rồi, xem caramel của chúng ta. Oh. Không. Đẩy dưới đất, có hăng lương. Cameraman đừng có chạy TV nhỉ. Đây quăng em, hai đứa quăng thử đi. Đang này hãy nhìn chân có hùng chỗ bài đây. Thế ra cầm tôi thử quăng quả xem. Hôm nay có người xem như là cái năng lực nó đi xuống thế nào. Xem thầy hội trưởng nha.